Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý bạn nhé. Phiên bản số tự động 7 chỗ ngồi, số tự động nhập khẩu nguyên chiếc. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 540 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Vì vậy quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 540 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Vì vậy cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi thôi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vì vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động 2018 biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.